Vâng, xin chào mừng quý vị và các bạn trở lại kênh Cao Trung Audio Quốc gia. Với video tiếp theo, em sẽ làm chi tiết nội tạng của dòng loa MUF thương hiệu đến từ nước Đức, với sản phẩm loa MUF mã VH12. Trong lô này em về thì nó là một trong những sản phẩm đỉnh cao của mã MUF, đó là đàn anh. Nó là một trong những sản phẩm đứng đầu của mã MUF. Với sản phẩm loa này thì nó rất chi là chất lượng. Đây là một chiếc em tháo sẵn ra và trong em sẽ test chất âm để gửi cho đến một bác khách. Một bác khách cũng đã đặt bên em một đôi loa. Bác muốn xem chi tiết nội tạng thì em nhân tiện video này em cũng giới thiệu cho toàn thể các bác được biết chi tiết nội tạng sản phẩm loa MUF VH12 này, thì nó rất chi là chất lượng, rất khủng luôn nhé. Và đây là một chiếc bát và một chiếc tép. Giờ đây em sẽ mời các bác xem một chiếc tép đi. Một chiếc tép thì nó là rất chi là kinh khủng luôn nhé. Đây là một chiếc tép, chiếc tép của hãng, nó đều được dập chữ MUF Audio. Nó là một trong những sản phẩm rất chất lượng. Và với chiếc cổ đây, em thật để quay ra, đây em quay đúng chiều để mời các bác chiêm ngưỡng nhé. Với chất gọng, chất của cái kèn này thì nó là đặc biệt này, rất cứng và rất chắc chắn nhé. Đây, thông số kỹ thuật của chiếc tép này, nó là MUF. Đây, bản tiếng Anh ấy nhé, em cũng không thể đọc được hết. Và với chiếc của tép này được sản xuất vào mùng 5 tháng 6 năm 2014. Nó còn rất mới, mới sản xuất cách đây vào 14-19, đấy là cách đây 5 năm nhé các bác nhé. Với sản phẩm này bên nước bạn vẫn đang sử dụng rất nhiều, bởi vì sản phẩm này nó rất chất lượng nên là nó, và chất âm của nó là rất hay nên là bên nước bạn vẫn bỏ rất ít. Nên là trong lô này em về chỉ có khoảng chục đôi nhé các bác nhé. Các bác có nhu cầu thì hãy nhanh tay alo cho Cao Trung để được sở hữu những cặp loa đỉnh cao của hãng MUF. Với dòng củ tép này nó chạy đến côn 44 nhé, cũng là đạt chuẩn trong dòng loa full, thì tiếng tép nó rất sáng và rất hay. Và tiếng uy lực hay không, nó nằm ở chiếc bát này. Chiếc bát này thì nó còn kinh khủng hơn nữa, em phải hai tay mới nâng được chiếc bát này. Với ngoại hình chiếc bát thì nó vẫn là lớp gân ướt nhé, rất ướt nhé các bác nhé. Các bác xem trên màn hình thì nó là gân ướt, gân hai chạch ướt, và với lớp màng vẫn còn rất xanh nhé, bởi vì nó rất mới. Và lớp màng này thì nó làm bằng chất liệu màng siêu nhẹ nên là chất âm của nó là rất bay tiếng và đánh xuống sâu, với tiếng trống của nó là cắt rất sâu luôn. Cho các em sẽ quay về thông số mặt sau. Dạ, mời các bác xem nhé. Với chiếc gọng này thì đúng là quá kinh khủng luôn, quá đặc biệt. Đúng là những dòng loa đỉnh cao thì những chiếc gọng của nó là đều được hãng làm một chiếc gọng thì quá tuyệt vời. Đây ạ. Và đặc biệt chiếc củ này, đúng là chiếc củ này thì quá mọng nha các bác nhé. Các bác nhìn kỹ này, em sẽ quay kỹ cho mời các bác xem này. Củ rất to nhé, củ này củ 19. Nhưng mà cái độ bầu của phần sâu của phần bát này, các bác nhìn xem, làm gì có những cái loa bát full nào mà chiếc mặt bích củ từ này thì nó kinh khủng như thế này. Và một trong những dòng loa đỉnh cao của hãng thì hãng đầu tư rất nhiều về những chiếc bát này. Và với dòng bát này là chạy côn 75 và có thể nhìn được cả côn nhé các bác nhé. Với chiếc họng xương này thì hãng làm rất chi tiết, làm với lực đánh tận dụng tối đa. Thì với làm độ mát của côn thì hãng làm thoáng khí toàn phần. Và thông số của chiếc bát này cũng là sản xuất mùng 6 tháng 5 năm 2014. Cũng là rất đặc biệt, rất chắc chắn, kinh khủng luôn. Chiếc màng ấy, quá thích. Những sản phẩm đồng ngành thì của hãng thì chất lượng, quá chất lượng, quá thích luôn nhé các bác nhé. Bầu, độ bầu của nó là quá tuyệt vời. Và tiến tới phần thùng, thùng thì làm bằng
Sơn Sần nhé, và được dọc bằng logo MUF in luôn vào thùng nhé, khắc. Và đặc biệt đây là những bộ phân tần của hãng MUF thì đây ạ, những con linh kiện, những tụ cản làm, các bác nhìn nha, nó rất đặc biệt nhé, đều in thông số và được gắn rất chắc chắn. Với mảng phân tần này được in hai mặt thì nó gắn rất chắc chắn những chân linh kiện này, sò à, những cái trở sứ này, tụ này, và có cả bóng nhá, bóng chống cháy tép nhá. Nên là những sản phẩm này nó tụ chất lượng rất cao, nên là độ lọc của giải tép thì nó rất là sáng tiếng nhá. Ở đây em sẽ quay về mặt sau nhé. Với chiếc thùng, chiều sâu của thùng này thì cực sâu luôn nhé. Đây, với chiếc thùng vẫn còn nguyên mộc nhé, đúng là 2 gang của em nhé, nó rơi vào khoảng 46 cm, nhưng mà chiều sâu của nó rất sâu, các bạn nhìn này, cực sâu luôn, nên là tiếng bát nó đánh rất chắc. Và với logo của hãng MUF này, logo này, model là VH12. Với giải tần hoạt động của dòng loa này nó là từ 50Hz đến 20.000Hz. Với những sản phẩm độ nhạy của dòng loa này thì rất nhạy, các bác nếu mà dùng vào những chiếc đẩy tốt, hoạt động tốt thì có thể 98+2 thì nó lên đến 100 dB, đúng là độ nhạy 100 dB, đúng là kinh khủng. Và công suất hoạt động ở trung bình nó lên đến 400W, và công suất chạy Protec thì nó lên đến 800W, và công suất max của dòng loa này lên đến 1600W, cực khủng luôn. Và trở kháng của dòng loa này là 8 ohm. Và đây là tem quét mã, các bác hãy vào trang web này, các bác quét mã này thì nó sẽ ra hàng chính hãng của hãng MUF Audio. Đây, các bác hãy vào nhé, website của hãng nhé, MUFAudio.com, là một trong những sản phẩm rất chất lượng. Và giờ đây em sẽ test thử cho bác Thắng ở Hải Dương, bác cũng đã đặt bên em một đôi loa. Đây là những sản phẩm loa MUF bên em mới về, chưa dọn dẹp vệ sinh, nó rất bụi bẩn, các bác mua những đôi nào em sẽ cho anh em thử vệ sinh. Và đây là một đôi loa của Thắng, bác ở Hải Dương thì em để nguyên chất mộc, khi bác muốn đặt bên em là một đôi nguyên mộc để em sẽ gửi cho bác về tự tay vệ sinh lau chùi. Và những bác nào đam mê karaoke hay đam mê về âm thanh thì các bác lau chùi vệ sinh, và những chỗ nào mà hơi xước thì các bác có thể mua lọ sơn xịt, thì các bác xịt vào đây thì khoảng 30.000 một lọ thôi, các bác xịt thì nó lại đen. Và giờ đây em mời bác Thắng và toàn thể các bác thưởng thức chất âm của dòng loa MUF. Bạn bè ai biết cho mình chân dám lắng sự tình, đêm mùa vui cùng quay dưới ánh đèn nhạt màu son, câu ca tiếng nhạc này vẫn vui, môi xuân với rượu say mềm qua làn hơi khói thuốc vàng tay một ngày. Nhân khó quên niềm suy tư chợt đến theo dấu say muôn tìm, mãi tôi lại đi đam mê chói bò, hương nồng môi thắm mơ gì lần yêu lỡ hàn kỳ. Theo những ngày đánh trần
VH12 này chất âm của nó rất bay tiếng, rất sáng tiếng, và tiếng trống của nó thì rất sâu, đánh rất chắc và đánh lực nó rất mạnh nhé các bác nhé. Và với đôi loa của bác Thắng, bác về bác lắn hộ em chiếc lưới này nhé, đằng nào bác cũng về bác vệ sinh thì bác lắn ra, bác lấy chân bác đạp vào từ bên trong ra là lắn cái lưới là ra lại ok luôn nhé. Và cũng xin chân thành cảm ơn bác Thắng, bác cũng đã chuyển khoản đủ cho em một số tiền đủ đôi loa này. Thì sáng mai em sẽ chuyển ra ô tô để bác nhận hàng ô tô nhé. Bởi vì nhận hàng bằng đường ô tô nó sẽ nhanh nhất, thì chỉ trong khoảng tầm trưa mai thì bác sẽ nhận được. Vâng, em cũng xin phép dừng video tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bác. Và các bác có nhu cầu về những sản phẩm loa màu em này thì các bác liên hệ với Cao Trung qua hai số điện thoại 0963101338 hoặc 0962355 39, bên em sẽ giao hàng và ship hàng cho các bác trên mọi miền Tổ quốc. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở video tiếp theo.